Dịp cuối năm khi mà nhu cầu đi lại tăng cao, nhất là thời điểm cận Tết, đây là lúc mà tình trạng phe vé tàu diễn biến phức tạp, đặc biệt là tránh tình trạng nhân viên nhà ga tuồn vé tàu ra ngoài. Để hạn chế tình trạng trên thì mới đây, Ban Giám đốc nhà ga Sài Gòn đã triển khai nhiều giải pháp phòng chống vấn nạn, trong đó có hệ thống lắp đặt camera giám sát đặt tại các quầy vé. Những chiếc camera này được lắp đặt tại khu vực quầy vé và truyền tín hiệu về phòng giám sát của Ban Giám đốc nhà ga Sài Gòn. Khi khách hàng mua vé, mọi thông tin trao đổi giữa hành khách và nhân viên phòng vé sẽ được Ban Giám đốc theo dõi 24/24 giờ. Tránh tình trạng nhân viên lợi dụng để tuồn vé ra ngoài thị trường chợ đen làm ảnh hưởng đến uy tín của nhà ga. Cái biện pháp cơ bản nhất đó là cái biện pháp kỹ thuật. Toàn bộ mọi thứ thông tin liên quan đến một cái vé đều được lưu trữ trên cái hệ thống. Ví dụ như là vé do ai bán, bán ngày nào, bán lúc nào, ở chỗ nào, vân vân, đều được lưu trữ. Ngoài việc giám sát bằng camera và hệ thống kỹ thuật lưu trữ để phục vụ tốt trong việc bán vé tại ga Sài Gòn, Ban Giám đốc nhà ga cũng đã phối hợp với chính quyền địa phương và công an phường để đảm bảo tốt an ninh trật tự trong khu vực nhà ga. Theo cái phương án của ga Sài Gòn đã ban hành trước đó thì công an phường cũng tổ chức họp với ga, với các cơ quan ban ngành liên quan để mà cử lực lượng phối hợp để đảm bảo an toàn tuyệt đối, an ninh trật tự cũng như là tất cả các mặt khác về cò mồi, cò vé với lại lừa đảo. Với quyết tâm trong việc lập lại an ninh trật tự, tránh tình trạng cò vé hoạt động tại khu vực nhà ga, đảm bảo quyền lợi của khách hàng đi tàu, Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn đã phần nào giúp người dân an tâm hơn khi đến mua vé tại ga Sài Gòn. Khi mà tôi tới đây mua vé thì tôi thấy có camera an ninh rất là nhiều, kèm theo lực lượng chức năng mà đi tuần tra thì tôi thấy an tâm hơn rất là nhiều so với mọi năm. Có camera thì kiểm được nhân viên, các nhân viên bán vé và các cò vé thì là hành khách rất là yên tâm và thấy rất tốt. Theo kế hoạch, sáng ngày 20 tháng 10 tới đây, ga Sài Gòn sẽ triển khai mở bán gần 300.000 vé tàu Tết Canh Tý 2020. Ban Giám đốc ga Sài Gòn cũng khuyến cáo hành khách không nên mua vé của những người bên ngoài. Nếu phát hiện thông tin trên vé điện tử không trùng khớp với thông tin cá nhân thì cần liên hệ sớm với nhà ga để được giải quyết.